Giới quảng cáo hé lộ về Thủy Tiên, brand cháy hàng, giá gấp đôi rồi, vừa cứu người vừa giúp mình. Quá giỏi! Chia sẻ của một người làm trong lĩnh vực quảng cáo và kinh doanh về Thủy Tiên đang khiến nhiều người chú ý. Vào tối ngày 24 tháng 10, việc Thủy Tiên bất ngờ thông báo số tiền được các mạnh thường quân đóng góp cho miền Trung đã lên đến 150 tỷ đồng sau 11 ngày được chia sẻ khắp nơi trên mạng xã hội. Cô đã trở về thành phố Hồ Chí Minh để thu xếp công việc và sẽ tiếp tục đến miền Trung sau đó để cứu trợ người dân. Giữa thời điểm này, một người làm trong lĩnh vực quảng cáo và kinh doanh bất ngờ dẫn ảnh Thủy Tiên đăng bài quảng cáo sản phẩm hôm trước kèm lời khẳng định tương tác đã tăng 50 lần từ lúc em ấy đi cứu trợ miền Trung. Brand cháy hàng. Không chỉ thế, người này còn công khai viết trên trang cá nhân, giá lại double, gấp đôi, rồi vừa giúp mình vừa cứu người và còn có lời mời gọi nhãn hàng. Một người làm trong giới quảng cáo và kinh doanh dẫn lại bài đăng Thủy Tiên quảng cáo hôm trước và khẳng định giá lại double, gấp đôi, rồi. Trở về từ chuyến thiện nguyện, Thủy Tiên đang giải quyết nốt công việc và chuyện cá nhân trước khi trở lại hành trình cứu trợ miền Trung. Nguồn: Nhịp sống Việt. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.